Vậy thì sau cái phần chia sẻ đầu tiên, chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ về ý thức và tiềm thức, và đặc biệt các bạn đã thấy rõ được cái vai trò của tiềm thức trong quá trình ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Với tiềm thức thì cứ khổ thì tránh không làm, còn sướng nó sẽ làm. Và hàng ngày cái sướng khổ đó nó hình thành và kiến tạo hành vi hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên tiềm thức nó còn đóng một vai trò cực kỳ tuyệt vời nữa. Đó là cái vai trò tương tác và gửi thư tín hiệu đến vũ trụ. Đó, vũ trụ là gì ạ? Là nơi mà chúng ta gửi những cái mong muốn, cái mong ước, những cái yêu cầu chúng ta lên. Đó là cái nơi chúng ta đón nhận những cái điều đấy. Vậy thì cái vai trò gửi thư tín hiệu là như thế nào? Thì mình và các bạn sẽ cùng mình phân tích tiếp theo. Cái điều đầu tiên các bạn sẽ thấy ạ, các bạn có thể tìm đọc cho mình cuốn sách Sức mạnh tiềm thức. Đây là cuốn sách rất là hay và tất cả những người thực hành nó dẫn thì cần phải hiểu cuốn sách này. Đó. Và mình chia sẻ như sau này, bạn có thể coi cái hoạt động của tiềm thức và vũ trụ có thể coi như một bộ thu phát sóng điện thoại. Vậy một chiếc điện thoại được phát sóng theo kiểu như nào ạ? Cái điều đầu tiên chúng ta cần bấm số vào chiếc điện thoại. Đó, chúng ta bấm số vào chiếc điện thoại. Sau đó chiếc điện thoại nó sẽ bắt đầu gửi và thu những cái tín hiệu, nó gửi những tín hiệu vào cái trạm thu phát sóng. Và trạm thu phát sóng nó sẽ gửi tín hiệu đến người nhận. Đó. Và sau khi người nhận sẽ được phản hồi lại chúng ta, họ sẽ nhận được cái tín hiệu đó, họ sẽ phản hồi lại chúng ta. Thì đấy là chính là một cái quá trình thu phát của một chiếc điện thoại. Tương tự, quá trình thu phát của cái tiềm thức và vũ trụ cũng như vậy. Đầu tiên ý, là ý thức của chúng ta sẽ chọn lọc là chúng ta muốn cái gì. Ví dụ chúng ta muốn một ngôi nhà, chúng ta muốn một chiếc xe, chúng ta muốn thu nhập bao nhiêu thì là ý thức chọn lọc. Sau khi chọn lọc xong ý, thì là tiềm thức nó sẽ tiếp nhận những cái thông tin mình muốn, những điều mình chọn vào trong tiềm thức. Và khi đó tiềm thức bắt đầu gửi những cái điều này ra vũ trụ. Và khi đó vũ trụ sẽ gửi đến một nơi gọi là kho chứa cái điều ta muốn, chính là cái nơi nhận, chính là nơi sẽ mang lại cho bạn những cái sự thay đổi cuộc sống ấy. Sau đó nó sẽ phản hồi lại đến cuộc sống của chúng ta theo thời gian. Vậy thì cơ chế nó tương tự như vậy. Vậy thì mình muốn hỏi các bạn là gì? Theo các bạn thì với cái vai trò như vậy thì khi nào mà chúng ta đặt mục tiêu lại đạt được, và khi nào chúng ta đặt mục tiêu thì lại không đạt được? Vấn đề nó không phải ở điều chúng ta chọn ở ý thức, mà vấn đề nằm ở tiềm thức của chúng ta. Nó giống như chúng ta muốn bấm số gọi cho ai đó nhưng mà cái điện thoại chúng ta không gọi đi được thì nó vô dụng, đúng không nào? Tương tự như vậy, bây giờ khi các bạn mong muốn là tôi muốn một điều gì đó nhưng tiềm thức không gửi tín hiệu đi, nó không mang cái tín hiệu đi đến một nơi nào đó, nên vũ trụ, để vũ trụ tương tác và gửi lại chúng ta những điều chúng ta muốn, thì cái việc chúng ta mong muốn nhà, mong muốn xe, mong muốn gì đó cũng vô dụng, có đúng không nào? Nó giống như là nhiều bạn cứ thắc mắc hỏi mình bảo sao em ngồi em viết tôi muốn cái gì vào ngày bao nhiêu, vào ngày bao nhiêu tôi đang sở hữu cái gì, tôi hạnh phúc ra sao, mà em có đạt được đâu. Nhưng có những bạn viết lại đạt được. Hãy nhớ lại buổi hôm trước, cái quy luật kiểu tiềm thức chính là quy luật được tác động bởi cảm xúc và niềm tin, đúng không ạ? Vậy giờ chúng ta nhìn này, cái tiềm thức chính là nơi gửi đi, nhưng mà tiềm thức của bạn ấy, bạn viết một cái điều gì bạn mong muốn thì có cảm xúc hay không? Cảm xúc thực sự ấy, cảm xúc mãnh liệt ấy. Ví dụ tôi muốn một cái ngôi nhà, cảm xúc về ngôi nhà có đủ mạnh không? Hay là không có ngôi nhà cũng không sao, cũng bình thường. Vậy thì cái rung động nó không đủ mạnh. Và cái lúc bạn đi theo đuổi mục tiêu của mình ấy, thì bạn làm, bạn bị mệt, bạn bị áp lực. Thì cái thứ bạn gửi ra là mệt lắm, áp lực lắm, tôi mỏi lắm. Và vũ trụ sẽ khiến cho bạn nhận được thêm nhiều vấn đề để bạn mỏi và mệt hơn. Vậy nên cái điều mà chúng ta nghĩ là ý thức, nhưng mà phải trải qua một cái trạm trung gian là trạm tiềm thức. Nó chọn lựa cái điều để gửi lên, chứ không phải mọi điều bạn nghĩ đều sẽ gửi. Chính vì vậy, nếu bây giờ các bạn đang theo đuổi các mục tiêu của mình, thì bước đầu tiên quan trọng nhất ý, khi bạn chọn mục tiêu thì mình phải đánh giá rất rõ ràng cái điều mình muốn có thực sự quan trọng không, có ý nghĩa với mình hay không, có nghĩa là mình không làm được chúng có sao hay không. Mình hãy trả lời những câu hỏi đó trước. Khi bạn rõ ràng điều đó rồi thì cái năng lượng của tiềm thức nó sẽ gửi ra và nó sẽ thu hút rất là nhanh. Đó, đấy mới là cái vai trò mà mình muốn các bạn cần quan tâm. Đó mới chính là việc quan trọng các bạn cần quan tâm. Tiềm thức của chúng ta là nơi gửi đi, nó cần một cảm xúc đủ mạnh để gửi đi. Vậy nên khi chúng ta biết cách làm việc và tương tác với tiềm thức của mình ấy, điều đầu tiên nó sẽ giúp các bạn tự thay đổi cái hành động và hành vi hàng ngày của mình. Điều số 2 sẽ giúp bạn gửi đúng cái điều bạn muốn ra vũ trụ để hấp dẫn. Một công hai việc. Đó chính là lý do vì sao khi các bạn làm việc cùng mình, cùng các đội ngũ hỗ trợ của mình, các bạn đi dành hàng tháng trời để giúp các bạn cách làm sao để làm việc và điều khiển được cái bên trong này. Cái này mới là cái thực sự quan trọng các bạn nhé.
nó là trung tâm của mọi thứ. Đó. Và cái thằng trung tâm này nó có 4 thứ đang bị ảnh hưởng của hầu hết những người đang theo đuổi mục tiêu. Cái điều số 1 ấy là tiềm thức họ bị chi phối bởi nỗi sợ. Khi bạn theo đuổi điều gì thì cái nỗi sợ là cái thứ nó đang quanh quẩn xung quanh bạn nhiều nhất. Hãy để mà xem. Khi bạn thoát được ra khỏi nỗi sợ, bạn thoải mái, bạn chỉ nghĩ về mục tiêu thì lúc đấy nó mới đi nhanh được. Điều số 2 đó là khi theo đuổi mục tiêu ấy, tiềm thức không hưởng ứng mục tiêu thì mục tiêu cũng khó mà có thể diễn ra. Hưởng ứng mục tiêu là gì? Là khi các bạn thích một cái điều gì đó ấy, thì nó không chỉ đơn giản là mình hàng ngày cứ phải viết, phải nghĩ về nó đâu. Nếu bạn thực sự để ý nhá, bạn thích cái điều gì ấy, hàng ngày bạn tự có cảm giác thèm nó. Đi đâu đó bạn thấy thứ đó, bạn lại cứ có một cảm giác này cho mình. Hưởng ứng chính là gì ạ? Lúc nào nghĩ đến chúng, sướng, nâng, thích thú, muốn theo đuổi. Khi bạn có cái cảm giác đấy thì việc thu hút mới mạnh được. Còn bạn viết xong rồi khi tuần sau ngồi nhớ mục tiêu là gì, chả nhớ ấy, thì không có tác dụng nhé. Điều số 3 là có một số bạn ấy sử dụng tiềm thức nhưng không hình dung được mục tiêu. Ví dụ tôi rất muốn cái ngôi nhà, nhưng mà bây giờ cái ngôi nhà ông mơ ước nó như thế nào? Không hình dung được. Nó rất là mơ hồ. Em thích một ngôi nhà mấy tầng, phòng ngủ như nào, phòng khách như nào, phòng bếp ra sao, hàng ngày sinh sống ở đây như thế nào. Không hình dung được. Em thích một chiếc xe ô tô, ô tô đẹp rồi. Vậy thì ông hình dung ông sở hữu con ô tô đó, ông đi đâu, ông làm gì? Nếu ông có được chúng thì có những điều gì thay đổi trong cuộc sống? Không hình dung được. Nhiều bạn chỉ là một cảm giác rất chung chung, em thích một con ô tô. Nó không có tác dụng. Điều cuối cùng, tiềm thức bị chi phối và phân tán sang những chuyện quan trọng hơn. Có nghĩa là sao? Bạn muốn theo đuổi mục tiêu về tiền, thay đổi cuộc sống về giàu có gì đấy, nhưng bạn đang có chuyện gia đình, mà chuyện gia đình nó ảnh hưởng nhiều, thì tâm thức của bạn bị vướng sang đây. Bạn có một thú vui, nó hướng sang thú vui. Có chuyện nào đó trong cuộc sống của mình thì bạn sẽ bị hướng sang đó. Và nếu các bạn càng có nhiều sự phân tán thì tiềm thức càng khó theo đuổi mục tiêu. Và đây cũng chính là một trong những lý do mà khi bọn mình coaching, làm việc và giải quyết cho các bạn học luật hấp dẫn thì mọi người gặp vấn đề này nhiều nhất. Đó, các bạn hãy lưu ý điều này để sửa đổi chúng. Ok, và vừa rồi mình vừa chia sẻ cho các bạn về những vai trò và sức mạnh của tiềm thức trong việc thay đổi cuộc sống và việc thu hút từ vũ trụ. Và mình cũng chia sẻ cho các bạn về những lý do khiến chúng ta khó có thể theo đuổi và đạt được mục tiêu. Hãy suy nghĩ về những cái bài học này, xem mình đang gặp vấn đề ở đâu, hãy comment ở dưới này để xem mình có thể hỗ trợ và giúp đỡ gì cho các bạn. Và bọn mình thường xuyên có những chương trình học tập để giúp mọi người xử lý các vấn đề về bên trong và tiềm thức. Nếu bạn muốn, bạn có thể để lại số điện thoại ở dưới. Bọn mình sẽ tư vấn hỗ trợ và khi có khóa học bọn mình sẽ báo các bạn sớm nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của chúng ta.